Muối có thể làm keo con voi hết dính tay được hả trời? Chuẩn bị một ly nước. Tới khúc này tôi sợ cái tay của tôi nó dính luôn á mọi người. Đổ muối vào, nhúng tay vô nước nè. Và kết quả là vẫn còn dính nha. Đổ một lần nữa. Không biết có ra được không đây, trời ơi cứu tôi. Trời ơi mừng quá.